Mấy bà đoán thử xem đây là cái gì? Đừng có bà nào nói với tôi đây là một miếng cây nha. Nhưng mà sự thật, đây là một con khô. Không, một phần của con khô thôi. Cái tên của nó rất là lạ luôn. Và không biết là có bao nhiêu bạn biết. Nó tên là hắc cây. Chắc là tại vì đen quá đó. Hôm nay mình sẽ làm một cái gì đó với cái con khô này nha. Nhìn nó cứng, cũng xấu, cũng không có đẹp đẽ gì, nhưng mà được cái ăn ngon. Rồi, làm thôi. Nhưng mà trước khi làm món ăn với cái con khô đó thì chúng ta phải tua ngược thời gian về năm ngày trước. Chuyện là ngày xửa ngày xưa, mấy bà thấy tôi hái bồng bồng xào ngon quá, kêu Phi ơi, làm bồng bồng chua đi. Thì không ngờ một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa cao, nhà tôi mà nó mọc bồng bồng. Trời đất ơi, nó sao quái luôn, cái cây bồng bồng nào nấy nó dài thường thượt luôn mọi người. Rồi hôm nay tôi sẽ hái bồng bồng vô làm chua nha. Hái ngày lặt năm tháng. Bồng này mấy bạn ăn chưa quen thì thấy nó nhẫn nhẫn nha, nhưng mà ăn quen rồi là phải có nhẫn nhẫn mới thấy nó ngon đó. Chú sao sao vậy? Bữa có bà nào nói tôi là ăn luôn lá, mà ở chỗ mình là người ta tuốt lá hết trơn hà. Tuốt xong rồi thì mình sẽ rửa lại thật là sạch với nước ha. Hôm nay làm bồng bồng chua cho nên là mình rửa sạch xong. Thấy em nào mà đô con quá mình nớp đầu mình chẻ đôi liền nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây một xíu muối, thêm nước, rồi mình sẽ ngâm khoảng 1-2 tiếng ha. Xong rồi thì mình vớt ra để ráo, rồi thồn hết vô cái thố cho tôi. Trời ơi, nay xịn sò có cái thố xanh này nha mọi người. Cái nước ngâm á thì mình sẽ lấy nước vo gạo, thêm đường với muối, nấu sôi rồi để thật nguội nha. Đổ vào trong cái thố của mình, rồi mình lấy cái chén dằn lại, sau đó đậy nắp để 3 ngày sau là ăn được. Có khô lại có bồng bồng, thôi thì hôm nay mình làm nguyên một bữa cơm luôn nha. Mình sẽ nấu một ít cơm để một hồi có than mình nướng khô nè. Từ ngày có cái nồi cơm điện, tôi nói quên luôn cái vụ nấu cơm củi, đâu đó cũng 10-20 năm rồi. Tưởng đâu là lục nghề, không ngờ một phát ăn ngay, hên. Ngâm cái bồng bồng này tầm 3 ngày là ăn được rồi. Mà trời ơi, chứ nhớ nè, mình mẫn dễ sợ luôn. Để tới 5 ngày mới chực nhớ tem nó. Mình sẽ vắt sạch nước nha, rồi đem ra mình rửa lại cho nó bớt chua. Tại vì mình nghĩ là nó khá chua đó. Cái cọng nó hơi dài cho nên mình xách vô cắt đôi cắt ba ha. Còn ai không thích thì để luôn đi, tôi không cản. Đập thêm vài tép tỏi nha. Cháy cho tỏi nó thơm rồi á thì mình sẽ cho bồng bồng vào. Cái đoạn này bạn nào mà xào với thịt ha tôm á thì cho thịt với tôm vào xào trước, rồi mình mới cho bồng bồng vào sau nha. Hôm nay mình xào chay thôi cho nên không có thịt cá gì hết. Nêm vào đây xíu muối bột ngọt với đường, mình trở trở cho nó đều, rồi mình rắc vào đây một xíu tiêu nữa là được rồi đó mọi người. Xong cái món bồng bồng rồi thì bây giờ mình làm tới cái em hắc cấy này nha. Gom gom lửa than lại á, thì mình để cái dĩ lên, để hai miếng khô lên mình nướng thôi nào. Mình thấy nó hơi dày, nghĩ là nó lâu chín, nhưng mà nướng xong rồi thì mới biết cái khô này thì nướng xương xương thôi thì mới ngon. Hơn nào chín chín đi, giờ mệt quá rồi. Để hai cái miếng khô này nó chín thì ngồi ngồi dòm dòm tự nhiên nhìn nha, thấy cái vàng mướp trái đung đưa ngứa mắt quá, cho nên tự nhiên lé lên ý tưởng là mình sẽ hái vài trái mướp đem vào nướng ăn cùng cái cơm nha. Mấy bạn thử qua cái món mướp nướng chưa, thơm dữ lắm luôn. Sung sướng ghê không, nằm phơi thân ở đây vậy nè, yếp thấy không được, méo luôn. Trời ơi, cái bông vậy. Nhà chồng có mấy da mướp mà nó ra trái ăn không kịp luôn. Nướng nãy giờ rồi thì mình nghĩ mấy cái miếng khô mình nó chín rồi đó. Sẽ đập cho tụi nó mềm ra, chứ để nguyên cái này mà cắn ăn thì răng không còn đâu. Dạo gần đây không biết mắc cái giống môn gì mà tôi ăn toàn mới có món mà lên chuột không. Đập cho nó mềm luôn nha mọi người. Nhưng mà nướng xong nó thơm lắm. Ôi, con này là giọng họ gì với con cá đuối á mọi người. Nhưng mà tên của nó là hắc cấy. Không biết hắc cấy có nghĩa là gì, hắc là đen rồi, còn cấy lại gì chả biết. Cấy là nhát như cấy, là vừa đen mà vừa sao ma nữa. Sau một hồi mà đập muốn lông trời lỡ đất luôn thì cuối cùng mấy miếng khô của mình nó cũng đã mềm. Mấy bạn xem cái sớ nó ngon ghê chưa nè. Bây giờ thì mình sẽ bầm thêm vài trái dưa leo, mình sẽ làm gỏi khô nha. Cái này á thì mình cho thêm một xíu rau thơm nữa, rồi mình sẽ xé nhỏ khô ra. Cuối cùng á thì mình sẽ chan lên đây nước mắm chua ngọt nha. Mấy bà phải nướng cho trái mướp nó đen thui thùi lùi như vậy mới được nè. Rồi mình sẽ cạo bỏ vỏ, sau đó cắt miếng vừa ăn, rồi chan vào đây nước tương tỏi ớt ha. Vậy là mình đã có ngay một bữa cơm thanh đạm mà hơi bị bắt cơm luôn. Rồi hôm nay mời mọi người cùng ăn cơm với cô cháu mình nè. Không à.
Bông bông thì chua dai dai, chấm với nước tương từ ớt thì mặn mặn cay cay. Cái này nói thiệt với mọi người là ngon lắm, nhưng mà mấy bạn đừng có để bông bông quá chua nha, ăn hề bị hề răng á. Còn cái mướp nướng á thì ôi trời ơi nó thơm, ngon lắm mọi người, nên thử ăn cái món mướp nướng nha. Còn cái gỏi hắc cấy dưa leo á thì càng nhai miếng khô càng lâu, nó càng ngọt luôn. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà nè, và hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp nha.